Ok mọi người, chủ đề của cái chương trình hôm nay đó là Facebook Remarketing. Cái này thì trước đây thì cũng ít người sử dụng, bởi vì là nó ngày xưa thì chúng ta chạy phải quảng cáo Facebook nó dễ, nên là cũng ít người làm Remarketing đúng không? Ở đây mà mọi người người chạy quảng cáo lâu nhất là bao nhiêu năm rồi? Ở đây mọi người đi đi khá muộn, anh Trung thông thường thì chắc tầm khoảng tí mọi người mới vào thôi, kệ ai vào sau thì vào. Ở đây mọi người ai chạy quảng cáo Facebook được 3 năm rồi? Thông thường thì ngày trước thì chúng ta không làm remarketing nhiều, chúng ta cứ phang bài là chúng ta chạy thôi, vì ngày đấy là thú nó nhiều, người đi săn thì ít, nhưng bây giờ thì nó đổi cuộc chơi rồi. Cuộc chơi bây giờ là chúng ta phải nuôi dưỡng khách hàng chứ không phải là cuộc chơi săn bắn nữa. Bây giờ thay vì mà chúng ta kiếm nhiều khách hàng hơn thì chúng ta phải cố gắng bán làm sao nhiều sản phẩm cho một khách hàng. Sản phẩm khách hàng bây giờ, bởi vì online nó bây giờ Facebook thật sự nó cũng khá là nát, nhiều người bán quá. Riêng khóa online bên mình nó tầm khoảng 7.000 rồi, thì có 7.000 người chạy quảng cáo rồi, rất bao nhiêu khóa nữa, cực kỳ là nhiều. Ở đây thì có ai đã từng gặp mình trong tất cả mọi người? Có ai đã từng gặp Cương Bích? Không có ai luôn. Ai vậy? Ai có trong này có ai chưa từng gặp mình, chưa từng gặp luôn? Có ai lần đầu tiên vào đây không? Lần đầu tiên học lớp online bên mình. Anh Cường à? Lần đầu tiên học lớp nhé. À, rồi. Ok, không sao. Thì trước khi mà vào chương trình thì mình sẽ làm quen nhau một chút. Mình là Cương Bích, mình chuyên chạy quảng cáo Facebook, đào tạo về Facebook, tư vấn Facebook. Nói chung là bên mình thì chuyên về Facebook, chả có cái gì khác ngoài Facebook. Nên là anh em nào có cần hỗ trợ về Facebook chẳng hạn thì mọi người có thể gọi số điện thoại đấy, hoặc là mọi người có thể là inbox cho facebook.com Mr. Cương Bích đấy. Ok, thì mình sẽ nói với mọi người là tại sao mà chúng ta phải làm remarketing. Đấy, đầu tiên là chúng ta hãy coi lại cách mà mọi người chạy quảng cáo. Đây là một cách chúng ta chạy quảng cáo, tức là chúng ta sẽ có một sản phẩm, chúng ta sẽ làm một cái fanpage, chúng ta sẽ làm một bài viết thật là hay. Sau đó thì như thế nào? Mọi người sẽ làm sao lấy được nhiều comment, nhiều inbox nhất, sau đó lấy được nhiều điện thoại nhất, và chúng ta sẽ tiến hành chốt đơn. Đó, thì ai những ai đang chạy kiểu như thế này mọi người gõ một xem nào. Đúng không? Thực chất thì hầu hết là chúng ta chạy như thế này. Nhưng mà mọi người có biết tại sao bây giờ chúng ta chạy như thế này thì ngày càng càng ngày càng khó? Theo theo mọi người, theo cái suy đoán của chúng ta mọi người thôi, là tại sao mà càng ngày càng khó khăn ra? Chúng ta hãy trao đổi với nhau tích cực nha. Giá thầu cao, khách hàng cẩn trọng hơn, số lượng nhà quảng cáo đông hơn. Rồi, chuẩn luôn. Tức là bây giờ khách hàng nó có rất là nhiều sự lựa chọn, cực kỳ là nhiều sự lựa chọn, và thậm chí là nó rất là nhờn với quảng cáo, nó cực kỳ là nhờn. Đấy, thì chúng ta sẽ đi qua một cái bài toán tiếp theo để mọi người hiểu là tại sao mà nếu như chúng ta chạy kiểu như thế này thì chúng ta vô cùng phí tiền, cực kỳ là phí tiền. Đây, chúng ta sẽ làm một bài toán nhé. Ví dụ đi, ở đây là mình đang làm ví dụ thôi chứ thực chất thì nó cũng không 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 có đúng. Bởi vì là mọi người sẽ thấy cái mô hình này, khi mà chúng ta chạy quảng cáo á thì sẽ có cái đối tượng tiếp cận, đúng không? Sau đó thì mới có đối tượng gì? Tương tác với quảng cáo. Sau khi tương tác trong cái đám tương tác ấy á, thì theo mọi người thì tương tác là đã quan tâm đến sản phẩm chưa?
Thực chất tương tác thì chưa chắc đã là quan tâm đến sản phẩm đâu. Ví dụ như nó dừng lại cái ngón tay, ví dụ mình thiết kế hình ảnh nó quá hấp dẫn thôi, nó quá ngộ ngộ thôi thì nó đã dừng rồi. Nhưng mà dừng cái á, thì nó sẽ trôi đi ngay. Tức là ở đây tương tác thì chưa chắc là đã là quan tâm đến sản phẩm. Bởi vì là sao? Facebook tính như thế nào? Mọi người chỉ cần dừng lại để đọc một chút thôi thì đã tính tương tác, mà thậm chí là đôi khi mình dừng lại ở cái bài đấy thôi. Ví dụ cái hình ảnh nó hay hay quá, mình dừng lại chứ mình chưa biết nó bán gì. Ở đây có bao giờ mọi người thấy một cái hình ảnh trên Facebook mà thấy kiểu như là lạ con mắt mà mọi người dừng lại, chứ còn mọi người thật sự chưa biết là nó bán cái gì chưa? Nói thật lòng nha. Bởi vì là chúng ta dừng bởi vì thật sự kiểu như là đơn giản là giống như nó đi ngoài đường á, mọi người chạy mọi người lướt qua vậy thôi, xong mọi người ngoái cổ lại, thực tế mọi người bảo ngoái cái gì, nó mới lướt qua đầu mình vậy thôi chứ thực sự chưa. Rồi ok, sau khi mà tương tác thì chúng ta có cái đối tượng comment và inbox rồi, thì đối tượng này thì đúng là quan tâm đến sản phẩm chưa? Inbox và comment, ok, đối tượng này thì quan tâm rồi đúng không? Nhưng mà inbox và comment thì chưa chắc là bọn nó lại để lại số điện thoại. Đấy. Và để lại số điện thoại thì chưa chắc đã mua. Ok không? Và mua thì còn chưa chắc đã lấy. Đấy, nhưng mà mình chưa tính là cái chuyện chuyển hoàn mọi người nhé. Thì mọi người sẽ thấy mình sẽ làm một bài toán ngược nhé. À, muốn có 3 đơn. Ở đây là mình tính ví dụ cho mọi người xem thôi. Chúng ta có muốn có 3 đơn hàng. Đấy. Thì chúng ta phải có được 10 số điện thoại, mình ví dụ nhé, tùy sản phẩm. Và muốn có 10 số điện thoại thì chúng ta sẽ có bao nhiêu? 50 cái comment. Ví dụ vậy, tùy sản phẩm, cái này là tùy sản phẩm, tùy thị trường nhé, không phải là, nhưng mà để mình minh họa cho mọi người hiểu là chúng ta đang phí tiền như thế nào thôi. Và 50 comment thì phải cần bao nhiêu? 500 người tương tác. Và 500 người tương tác thì chúng ta phải cần bao nhiêu? 5.000 người tiếp cận. Đấy. Và nếu như mà chúng ta chốt được 3 đơn ở đây á, thì theo mọi người thì chúng ta đang phí bao nhiêu khách hàng tiềm năng? Bốn mươi bảy, chuẩn luôn. Chúng ta đang phí 47 khách hàng tiềm năng. Quay trở lại với cái mô hình này á, thì chúng ta thấy là mỗi lần nếu mà chúng ta không chạy remarketing á, thì cứ như thế nào? Mỗi lần chạy chúng ta sẽ mất 47 khách hàng. Mỗi lần chạy chúng ta mất 47 khách hàng. Bởi vì bây giờ Facebook nó rộng lớn như vậy mà target thì cũng chưa chắc là đã ngon đâu. Thì bây giờ kiếm được thằng quan tâm sản phẩm mà không lo nắm đầu nó mà chốt đi nữa thì cứ chạy kiểu này thì chúng ta chết. Rồi, ok chưa? Chúng ta thống nhất với nhau là chúng ta cần phải làm remarketing không? Để chúng ta vét lại cái 47 cái thằng này. Ở đây là 47 là chúng ta còn tính còn ít đấy. Tùy sản phẩm mà chúng ta còn phải nhiều hơn nữa, mất đau hơn nữa. Ok. Nếu mà đồng ý chúng ta làm remarketing thì chúng ta gọi Z nhá. Chúng ta sẽ nghiên cứu thêm. Đấy, bây giờ là chúng ta biết là chúng ta phải làm remarketing rồi. Nhà khách bây giờ nó khó săn quá rồi. Ngày xưa chúng ta dễ săn, ngày xưa thì có ai chạy quảng cáo đâu. Thấy quảng cáo thì nó ấy. Cùng 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 tùy, nhưng mà mọi người sẽ thấy là bây giờ ấy, chúng ta suy từ bản thân chúng ta thôi. Từ những cái sản phẩm theo trend thì không nói, hứng phát là mua thì chúng ta không nói. Nhưng mà nếu mà trend thì trend nhưng mà nó đắt chẳng hạn, chúng ta cũng cân nhắc. Đúng không? Hoặc là đơn giản thôi. Bây giờ là ngày bao nhiêu? Ngày 17. Thông thường mà mọi người thấy là tầm từ ngày 20 đến ngày 30 thì chúng ta còn nhiều tiền không? Tức là thông thường là chúng ta tính theo lương nhé. Tức là chúng ta đang tính theo những người làm công ăn lương ấy. Thì theo mọi người thì tầm từ ngày 20 đến ngày 30 thì nó có còn nhiều tiền không? Đấy. Gần hết rồi. Và khi đó thì thực chất là nó vẫn có nhu cầu mua hàng. Đúng không?
Và nhưng mà có tiền đâu để mua thì làm sao mà mua được đó. Thì tại sao mà chúng ta không đầu tháng chúng ta remarketing lại, hey mày mua đây đấy. Cái này thì mình nghe được chia sẻ từ Đỗ Văn Tài, một người em rất rất là mình giỏi, rất là giỏi, mình rất là phục. Và cậu ấy có một cái chiến lược về theo kiểu như là phân phối ngân sách ấy, tầm từ ngày 15 đến ngày 15 đầu tháng là cậu ấy sẽ bơm 70% ngân sách, còn những cái cuối tháng thì bắt đầu cậu ấy sẽ làm những cái bài content mà kiểu như là để đánh lừa cái chuyện về giá khách hàng, có thể để cọc hay là giảm giá này nọ đó. Cho nên đầu tháng với cuối tháng là đã khác nhau rồi. Đơn giản ở đây có ai bán sản phẩm giá trị lớn không? Mọi người trong này thì ai bán sản phẩm giá trị cao? Bán cái gì? Long bán cái gì? Cao thật cao mà mọi người gõ cái sản phẩm và giá tiền xem nào. Chung cư 1,7 tỷ, ô tô. Rồi. Thì mọi người thấy những cái sản phẩm, tí chúng ta sẽ có một cái phần remarketing dành cho những cái sản phẩm lớn. Thì mọi người sẽ thấy là những cái sản phẩm giá cao thì họ cân nhắc có lâu không? Rất là lâu, cân nhắc cực kỳ là lâu. Đấy. Rất là lâu. Và nếu mà chúng ta không bám nó liên tục á, thì thật sự rụng rất là cao. Bởi vì bây giờ nó mua một cái chung cư tỷ 7 chẳng hạn thì nó cũng phải quyết tầm 3 tháng, 6 tháng. Thằng nào có tiền thì cũng nhanh nhanh 1 tháng. Nhưng bây giờ mình chạy quảng cáo thì bây giờ nó thấy mình. Ở đây thì thật sự cái thương hiệu trên Facebook người ta rất là khó nhớ, trừ cực kỳ là khó nhớ luôn. Tên fanpage đủ loại đủ quảng cáo, thậm chí là có nhiều người mua hàng xong á, họ còn không biết là mình cái tên thằng fanpage mình mua là gì, nên bên mình cũng có trường hợp là phải bảo hành hộ. Bởi vì hộ thì không hộ đâu, nhưng nó gọi đến nó bảo là khách hàng, bởi vì bên mình đặt theo từ khóa SEO ấy, nên là nó tìm được mình bảo em không có bán cái này, mà nó cũng không tìm ra được là cái fanpage nó mua là ở đâu, kiểu như là nó thấy nó hứng lên xong nó quất thôi. Rồi, ok, thì chúng ta sẽ bàn về cái remarketing nhá. Rồi, mọi người gõ một hết này, chúng ta sẽ bây giờ đi về remarketing. Rồi, ở đây thì mới tính chúng ta sẽ có cái không phải là remarketing mà retarget cho những cái sản phẩm khó. Khó tức là chúng ta phải chia phễu, tí sẽ nói cho mọi người. Cái này là chương trình Cương Bích full không che. Đấy, có răng nói rứa. Đấy. Ok, thì marketing quảng cáo bám đuổi. Thì cái hình này thì nó cũng không được chuẩn lắm đâu, bởi vì nó không phải dành cho Facebook, nhưng mọi người hiểu như thế này. Mọi người khi mà mọi người vào Tiki á, mọi người chọn một sản phẩm á, ngay lập tức thì đi ra Facebook, mọi người thấy sản phẩm đó. Hoặc là nếu như mà chúng ta kết hợp được với Google á, chúng ta kéo được khách hàng quan tâm rồi, khách hàng về website của chúng ta, thì chúng ta khách hàng đi đâu cũng thấy quảng cáo sản phẩm luôn, ở trên khắp các mạng hiển thị của thằng Google. Đó. Tức là cái này thì cái hình vẽ remarketing này nó sẽ dành cho đối tượng là Google. Nhưng mọi người sẽ hiểu là tức là khách hàng quan tâm và chúng ta sẽ gì? Bám theo cái ông khách hàng đấy. Bởi vì khách hàng đâu phải ở trên Facebook, mà cái quan trọng là lần sau chúng ta quảng cáo lại phải đúng cái thằng đấy, nhưng mà nội dung thì phải khác, bởi vì bây giờ nó quan tâm rồi mà nhưng nó chưa mua, mình phải có một cái lý do gì đó cho nó mua, cho nó mùi chứ. Đấy, thì đây là remarketing. Ví dụ những người dùng chẳng hạn, họ sẽ vào một website đấy và chúng ta sẽ quảng cáo lại, ê mày vào xem máy ảnh đúng không, mày không mua đúng không, tao có một cái khuyến mãi gì đấy cho mày chẳng hạn, và khách người dùng lại trở lại website để bán hàng tiếp đó. Đấy, thì bây giờ làm thế nào để mọi người có remarketing được? Ở đây chúng ta có website chưa, mọi người có website chưa rồi đúng không, có ai chưa có không? Ai chưa có thì gõ không xem nào. Rồi ok. À, nếu mà chưa có thì mọi người có thể tạo một cái landing page nhé. Mọi người có thể vào cái trước mình có làm một bài về landing page rồi, mọi người vào cuongbich.com ạ. Và sự kéo là sự cách kiện. Tức là bữa trước thì cái tuần trước á,
Thì thứ năm tuần trước thì mình đã có chia sẻ về landing page và định chia sẻ luôn remarketing mà dài quá nên mình cắt ra. Thì mọi người có thể vào đây để mọi người xem lại cái chương trình landing page, nó nằm ở cuối cuối ấy. Bởi vì thật sự không có web thì nó cực phí luôn. Bây giờ Facebook nó update cực kỳ nhiều chức năng hỗ trợ cho web, như là quảng cáo động này, như là đo lường khách hàng theo vòng đời này. Tức là đứa nào mua hàng trị giá bao nhiêu tiền á là Facebook nó đo. Hay là bây giờ Facebook nó cũng công ra mắt cái công cụ Facebook Analytics như là thằng Google ấy. Trước đây thì nó không quan tâm nhưng mà hiện tại là nó bắt đầu có cái đó rồi. Rất rất là chi tiết luôn. Khách hàng vào đâu trên website rồi ra ở đâu rồi xem sản phẩm gì. À, anh Cường anh xem lại mạng bên anh nhé, bởi vì là mọi người có lag không nhỉ? Mọi người có bị lag không? Nếu mà ok mọi người gõ một nhá, nếu mà lag thì mọi người gõ không nhé. Bởi vì là hôm nay thì là đang hôm nay là cùng bên này có một cái lớp về là hỗ trợ học viên làm web á, nên là mình cũng đang ngồi trên văn phòng luôn, mà trên văn phòng thì mạng nó mạnh lắm, bên mình thì phải lắp mạng mạnh à. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên này, để làm sao để mà có một cái remarketing thì chúng ta phải có web. Điều kiện cần là chúng ta có web. Điều kiện đủ á là như thế nào? Quét phải cài mã pixel của Facebook, nó giống như là một cái mã để ghi nhận hành vi người dùng á. Làm sao mà Facebook biết là khách hàng vào xem sản phẩm nào được? Đấy. Và sau đó thì chúng ta phải tạo cái tệp khách hàng để chạy quảng cáo. Đấy, thì chúng ta sẽ làm dần dần cái này. Thì đầu tiên là chúng ta phải lấy được cái mã pixel mọi người nhé. Ok. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ lấy mã pixel. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xem màn hình để chúng ta lấy mã pixel nhá. Rồi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ vào trong cái trình quản lý quảng cáo này. Đấy, chúng ta sẽ vào này. Menu này. Chúng ta vào công cụ này. Sau đó chúng ta vào cái gì? Pixel. Đúng không? Nhưng mà mọi người lưu ý nhá, mọi cái chỗ này chúng ta phải lưu ý này. Mỗi tài khoản Facebook á thì chúng ta chỉ có một cái pixel duy nhất. Đó là mỗi tài khoản này này thì chúng ta sẽ có một cái pixel duy nhất, không thằng nào giống thằng nào hết. Đoạn này chúng ta thống nhất với nhau nhé. Đó là mỗi cái tài khoản Facebook á thì chúng ta chỉ có một mã pixel duy nhất thôi. Đó. À, cái này thì do cái này nó bị vậy mọi người ạ. Mọi người cố là hình chậm hơn thì sau này chúng ta sẽ xử lý xem lại cái video. Ở miền Đông là bắt đầu nó hệ thống nó. Thì ở đây nhá, chúng ta sẽ lấy cái pixel này. Đấy. Cái lấy pixel này thì mình cũng hướng dẫn sơ thôi, bởi vì là trên mạng nó nhiều cái rồi. Đấy, ví dụ ở đây nó sẽ tiếp cận này. Và Facebook nó cũng có cái để đo lường này mọi người này. Đấy. Bây giờ Facebook ở đó có cái đo lường này. Đấy. Đây nhá, Facebook nó có cái đo lường này. Đo lường và phân tích cái tệp khách hàng luôn. Đây. Đấy. Phân tích luôn. Đây. Ví dụ mình phân tích cái này chẳng hạn. Nhưng mà cái này thì chúng ta phải có pixel và có web thì chúng ta mới sử dụng được. Đấy. Lúc khác đi. Thấy chưa? Tỷ lệ dừ chân này, hành trình này. Bây giờ nó update như vậy đấy. Đầy đủ luôn, nên là chúng ta nên có website đi, nên có web đi. Ít nhất thì chúng ta cũng phải được có cái landing page chứ. Rồi ok này, chúng ta sẽ lấy pixel này, quay lại pixel không lan man này. Cương biết anh, để em coi.
cứ bên trong con sự kiện. Đấy, vẫn vào được. Đấy, đấy mọi người xem cái chỗ landing page này. Hôm bữa ngày mùng 10 tháng 5 này có video và slide này. Đấy. Đấy. Đấy, ok. Chúng ta sẽ tiến hành nhá. Rồi. Tiếp. Đây, chúng ta sẽ vào nút chi tiết nhé, mọi người có theo kịp được không? Và cho đó chúng ta sẽ vào phần thiết lập này. Đấy. Và chúng ta sẽ chọn là chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về các bước thi công, cài đặt thủ công. Đấy, thì chúng ta sẽ cài cái mã này này, thứ hai này này. Đây là mã thứ hai này. Đấy. Và nó hướng dẫn luôn này, đó là mọi người cài pixel phần cuối tiêu đề ngay trên thẻ header. Đấy, còn với ví dụ như mọi người có thể dùng bên Ladipay thì nó có cái chế độ cài luôn. Cái này thì cài nó cũng dễ thôi, đây mình minh họa cho mọi người hiểu thôi. Đó, và nó còn có cái này thì nó cao hơn nữa, là cái sự kiện nữa thì nó cao hơn nữa, tức là đo lường hành động. Thì cái này thì mình sẽ không đủ thời gian mình nói về cái này được, tức là nó đo lường từng hành động của khách hàng luôn, tức là bao nhiêu người đã mua hàng, bao nhiêu người không nhá. Thì bây giờ mình có một cái kinh nghiệm như thế này cho mọi người này. Một website á thì chúng ta cài ít nhất là 2-3 mã pixel, bởi vì á khi mà một cái tài khoản chết đi á, hoặc là bây giờ mọi người chạy bùng á, thì cái đối tượng, cái tức là data mà tài khoản nó thu nhận được á, thì nó sẽ bị khóa luôn. Tức là nó bị khóa. Đúng rồi, đây là mã theo dõi chuyển đổi tên web ạ. Đúng rồi. Thì đây là một cái mã theo dõi nha. Và chúng ta nên dùng một cái tài khoản mà chúng ta không chạy quảng cáo á, tức là nó không thể chết được á. Thì để chúng ta ghi nhận, và sau đó chúng ta phải dùng thêm một cái mã pixel dành cho tài khoản chính nữa, thì chúng ta sẽ ghi nhận được ở hai tài khoản. Lỡ cái thằng này chết á thì còn thằng kia. Nhớ nhá mọi người nhá, đó là cái kinh nghiệm đấy. Và có một cái nữa mà muốn chia sẻ với mọi người luôn, đó là cái data trong tài khoản quảng cáo thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau được, nhưng mà bắt buộc thì cái tài khoản đó nó phải là tài khoản quảng cáo doanh nghiệp. Thì mọi người lên trình quản lý quảng cáo doanh nghiệp, mọi người tạo tài khoản, hoặc là mọi người chào anh Minh, và mọi người thêm tài khoản cá nhân lên tài khoản doanh nghiệp cũng được. Thì chúng ta có thể chia sẻ cái tệp cho bất cứ một cái tài khoản nào, còn cái tài khoản cá nhân thì chúng ta không chia được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cài vào một cái web WordPress chẳng hạn nhé. Đây. Cái này thì nó sẽ có rất là nhiều hướng dẫn để cài cái mã pixel này. Ở đây thì mình chỉ ví dụ ở WordPress thôi. Đây. Và chúng ta sẽ vào cái phần giao diện này. Chúng ta sẽ vào phần sửa này, nếu như mọi người chạy WordPress. Còn tất cả các nền tảng, ví dụ mọi người đăng ký bên Ladipay, đăng ký bên các nền tảng Haravan hay là BigWeb này nọ, thì nó sẽ có một cái công cụ cho mọi người nhá. Rồi, ví dụ như cái này chẳng hạn, thì mình đang cài, mình không phải cài bằng cái này mà mình cài bằng Google Tag thôi, nhưng mà nó cũng tương tự. Ví dụ chúng ta muốn cài ở cái đầu giao diện chẳng hạn, hoặc là chúng ta muốn cài ở chân giao diện được. Đây. Mọi người nhớ nhá, là chúng ta phải lấy được mã pixel này. Đây, đây là vào mã pixel, mọi người vào lại một lần nữa cho mọi người dễ theo dõi này. Chúng ta chọn pixel này. Tại tên tang thì giờ nói mọi người, mà cài tên tang thì mình làm khỏe hơn và mình cài được cái những cái mã mà đo lường tốt hơn. Như cái này là vào chi tiết này. Mọi người mới thì nó sẽ, Facebook nó sẽ bảo là mày có lấy pixel hay không. Đấy, còn những người mà đã động vào đây rồi, chẳng hạn nó mất cái hướng dẫn, thì chúng ta vào đây thôi, thiết lập. Hoặc chúng ta lên Google gõ thôi, đơn giản.
Đấy, khớp xong. Sau đó chúng ta sẽ cài vào đây. Đấy. Cái này đang cài cái thằng thằng khác nhưng mà nó cùng là đây, sau cái thẻ head thôi. Đấy. À, thằng này là thẻ body. Đây. Đâu nhỉ? Cho mọi người chờ chút nhé. Tức là chúng ta sau cái thẻ head đó. Đây nhá, mọi người thấy nó hướng dẫn này. Đây này. Đấy, cài phía trước cái thẻ này. Tên thẻ này đúng không? Mình sẽ Ctrl C đi. Ctrl F đi. Ctrl V đi. Không thấy nó đâu nhỉ? Không thấy thì chúng ta cài vào cái chỗ chân này vậy. Đây là mọi người làm dùng WordPress thì phải làm cách này được nhé, còn không không thì thôi nhé. Đây, đây nhé, đây, 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 đấy là chúng ta cài vào thôi. Đây, sau thẻ header này ở trên cái này này, đấy. Rồi, ok. Rồi, sau khi mà mọi người cài xong cái này á, thì bắt đầu mọi người phải cài một cái nữa, đó là cái má theo dõi. Đó là Pixel Help. Nhá, cái này thì, cái này về kỹ thuật thì mọi người có thể là tìm ở trên Google được. Ở đây thì mình cố gắng mình sẽ nói rất là nhiều về cái phần tư duy cho mọi người thôi. Còn về kỹ thuật thì chúng ta đấy. Giờ mọi người có thể thấy lại được hình chưa? Để mình reset lại chút nhá. Mọi người có thấy hình chậm à? Rồi chờ tí để reset lại. Vì cái này mà chiếu lên màn hình là nó hơi hơi bị đơ đơ. À, mọi người chờ chút nhé, là để mình bật cái lại cái màn hình lên. Rồi, ok. Thôi đoạn này thì mọi người nghe vậy nhé, bởi vì là bây giờ mà nếu mà bật màn hình lên thì nó bị đơ. Ok, mọi người nghe rõ lại được chưa? Nghe rõ lại rõ thì mọi người gõ 1 nhá. Đây cho mọi người thấy không, mọi người chưa từng ai được thấy mặt. Rồi ok. Bây giờ mọi người lưu ý này. À, cái thứ nhất là chúng ta phải lấy cái mã từ Facebook. Đó là cái mã Facebook Pixel. Đúng không? Sau đó chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta phải cài vào website. Ok. Và thứ ba là chúng ta làm gì? Chúng ta phải cài cái phần mềm gọi là Pixel Help để nó kiểm tra thử là cái hệ thống cái pixel nó đã được cài vào hay chưa. Đó là những cái biện pháp kỹ thuật. Thì cái này thì trên mạng rất là nhiều nhá, thì mọi người sẽ nghiên cứu ở trên mạng cái phần này nhá, đỡ mất công nói tốn thời gian cái phần này. Chúng ta chỉ nói là chúng ta sẽ triển khai như thế nào thôi. Rồi ok, thì bây giờ là cái cách mà chúng ta sẽ triển khai. Đấy, sau khi có mã rồi thì chúng ta sẽ cách đơn giản này, đó là cách tiếp thị lại. Tức là cái này là remarketing trong bán hàng á.
tức là mình gia tăng cái sự chuyển đổi thôi. Ví dụ những cái thằng nào nó vào xem video giới thiệu về, ví dụ bây giờ mình bán một cái chung cư 1 tỷ 7 đi, thì mình có thể làm một bài giới thiệu chẳng hạn, và thằng nào xem cái bài giới thiệu ấy chẳng hạn thì nó sẽ, mình sẽ quảng cáo lại. Hoặc bây giờ mình bán một cái xe ô tô ấy, chẳng hạn ví dụ vậy, thì mình sẽ cho một cái chương trình gọi là đánh giá xe để mình quay một video chẳng hạn ví dụ vậy. Đấy, thì thay vì là ngày xưa mình chạy đó là bỏ tiền, chạy lấy comment, lấy số điện thoại và chốt, thì bây giờ là thằng nào chốt không thành công á, thì chúng ta sẽ bỏ tiền làm gì? Đó là chạy tiếp thị lại. Thì chúng ta sẽ tiếp thị lại được những cái gì? Thì đây là những cái tệp mà chúng ta có thể tiếp thị lại ở trên Facebook. Đấy, thì trong Facebook thì nó sẽ chia ra làm 3 loại đối tượng. Thì đối tượng đầu tiên thì gọi là đối tượng tùy chỉnh. Tùy chỉnh là như thế nào? Ví dụ bây giờ những cái thằng mà chúng ta chốt không thành công đi, thì nó vẫn có số điện thoại chẳng hạn, thì chúng ta có thể gom cái tệp số điện thoại đấy để chạy quảng cáo. Hoặc là đơn giản thì chúng ta hiện tại bây giờ có những cái công nghệ mà giúp mọi người để lọc email và số điện thoại từ UID á. Đấy, thì chúng ta có thể vào những cái nơi có chứa khách hàng và lọc ra cũng được. Tệp tiếp theo mà mọi người remarketing được đó là tệp khách hàng truy cập web. Tất nhiên rồi. Tiếp theo nữa là có một cái mà chúng ta có thể remarketing lại được, đó là những người tương tác với trang. Ví dụ họ comment, họ like, họ nhắc đến trang, tất cả nó đều chia ra nhé. Nhưng mà cái tệp tương tác với trang á, thì nó có một cái dở á mọi người á. Đó là nó không thể chia được cái bài nào ra bài nào được. Nó bị như vậy. Tức là mọi người không thể biết là chúng ta không thể tách ra từng bài được. Và muốn tách ra từng bài được á, thì bắt buộc mọi người phải sử dụng, cái thứ nhất là mọi người sử dụng website, cái thứ hai là mọi người phải sử dụng cái video. Ví dụ mọi người đăng một video chẳng hạn, mọi người đăng lên fanpage, và thằng nào xem video đó chúng ta có thể chạy quảng cáo lại được. Đó, ở đây nhá, thì chúng ta có thể là vào đây để mà chạy quảng cáo lại được. Chúng ta sẽ tiếp tục xem màn hình nhé. Thì khi mà chúng ta xem màn hình thì hệ thống nó sẽ hơi lag một chút đấy. Thì khi nào mà mọi người mà cảm giác mà nó lag quá, mọi người không có thể nghe được á, thì mọi người có thể là mọi người comment inbox, mọi người comment cho mình thấy. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ cái phần này. Rồi. Ok, mọi người thấy cái phần này chưa? Mọi người thấy màn hình chưa? Khi nào mà thấy lag hoặc là chậm thì mọi người sẽ gõ ngay nhá. Đây, chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ làm những cái bước remarketing đơn giản nhất. Đấy, đó là phần đối tượng ở trong trình quản lý quảng cáo. Nếu mà chúng ta không hiểu thì mọi người cứ gõ là đối tượng trong quản lý trình quản lý Facebook chẳng hạn. Đấy, đơn giản nữa. Đối tượng này. Đấy. Mà lưu ý nhá, là nhắc lại một lần nữa là khi mà tài khoản chúng ta bị chết đó, hoặc bị khóa là chúng ta không sử dụng được đối tượng này nữa. Cái này thì Facebook nó sẽ rất là đều. Ngày xưa thì chết nhưng vẫn sử dụng được đối tượng, bây giờ thì khỏi luôn, nó khóa luôn. Đấy. Thì chúng ta sẽ có cái ô ở đây để tạo đối tượng này. Đấy, chúng ta sẽ có 3 loại đối tượng này: tùy chỉnh, tương tự và đà lưu. Đó, tương ứng với cái hình lúc trước mọi người nhìn. Thì cái chúng ta dùng nhiều nhất là đối tượng tùy chỉnh. Nghe lang thôi, còn không có cách nào được lên hình cái này, bởi vì nó chiếm dung lượng nó khá là lớn đấy nhé. Đây, thì chúng ta đầu tiên là cái chúng ta quan tâm á, là cái tương tác này. Đấy, ví dụ là chúng ta có thể lấy được chính xác là những người nào đó xem video này chưa, và chúng ta muốn những người xem video 50%, 700%, 95%, tất nhiên là càng cao thì càng tốt thôi. Ví dụ vậy, mình muốn là chính xác là nó phải xem video là 75%. Đấy, ví dụ đây, ở đây có tận 37.000 lượt xem, nhưng mà mình chỉ lấy thằng nào xem trên 75% thôi,
Ví dụ ở đây mình đang cho đi là 9 chiến lược giao dịch phái sinh chẳng hạn. Đấy. Đấy, ok. Nha, thì chúng ta chọn được video nhá. Đây, chúng ta chọn được video. Này Facebook cái trang này nó bị lỗi chúng ta. Đây, chúng ta sẽ có nút xác nhận ở đây. Chưa? Và chúng ta muốn là bám đuổi họ bao nhiêu ngày này. Chỗ này là cái chỗ bám đuổi này. Ví dụ mình muốn bám cái người xem video này tận 1 năm chẳng hạn. Thì đây chính là cái chỗ để mình bám đuổi 365 ngày. Và tối đa là 365 ngày. Cái này thì mọi người muốn bám bao nhiêu lâu là tùy sản phẩm nhé. Ví dụ bây giờ chúng ta bán quần áo thì chúng ta chỉ cần bám là 3 đến 5 ngày thôi. Ví dụ bây giờ chúng ta làm video, mọi người chia sẻ về cái xu hướng á, thì mọi người chỉ cần bám là 3 đến 5 ngày thôi. Bây giờ quần áo một tuần thì nó không mua nữa đâu. Nhưng mà cái xe ô tô thì bám lâu hơn, cái nhà bám lâu hơn, máy giặt, tủ lạnh, tivi thì bám nhiều hơn quần áo. Đó, tương tự như vậy. Và chúng ta sẽ đặt cái tên, ví dụ như là ông này đã xem 9 chiến lược phái sinh chẳng hạn. Đấy, và mình muốn bán kiểu nó như vậy. Hoặc là chúng ta có một video bán hàng và chúng ta chạy và chúng ta muốn là thằng nào xem bao nhiêu phần trăm đúng không, thì chúng ta bán lại. Đấy, ok, mọi người hiểu cái chỗ phần video này được không? Ok, mọi người gõ phím 1 nhá. Đó là phần video. Ok. Đối với những cái bạn mà chạy tìm kiếm khách hàng tiềm năng á, giống như mọi người để ý là những cái bên bất động sản á, thì nó sẽ có một cái kiểu là mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm năng này thì nó còn phân chia ra 3 cấp độ luôn nữa cơ. Đấy. Tức là theo cấp độ luôn. Thứ nhất là những người đã mở và gửi mẫu, tức là đã khách hàng của mình rồi đấy, nó đã gửi thông tin rồi đấy. Và mình sẽ có thể là quảng cáo. Bước tiếp theo. Tiếp theo có những cái bọn là đã mở nhưng mà không gửi mẫu. Tức là nó đã điền đấy nhưng mà nó không gửi. Bọn này là nó đang lăn tăn. Không biết là mình có nên mua hay không đấy. Còn cái bọn này là bọn thế nào? Mở ra thôi. Mở xong rồi không điền luôn. Thì mọi người thấy là ở mỗi cái cấp độ này này, thì cái trạng thái và cái mối quan hệ khách hàng với sản phẩm á, thì nó khác nhau hoàn toàn. Và bắt buộc là chúng ta phải có cái content tiếp theo nó khác cho từng đối tượng này. Đấy, ví dụ bây giờ mình gửi những cái thằng đã mở và không gửi mẫu đi. Đó, ví dụ vậy. Cái này thì đặc biệt tốt cho những sản phẩm bất động sản, về ô tô, dịch vụ. Ví dụ như là bên ô tô thì các ông hay có đăng ký lái thử chẳng hạn. Đấy, có những thằng thì nó mở nhưng mà không gửi, nó nghĩ là chương trình tào lao thì mình quảng cáo lại đấy, cơ hội lần cuối bao nhiêu đi gì vậy đấy chẳng hạn. Đấy rồi nhá, thì chúng ta có thể gộp lại nhiều nhá, gộp cực kỳ là nhiều quy tắc và nhiều fanpage luôn. Đó, thì cái này thì mọi người có thể xem lại cái bài fanpage vệ tinh mà mình từng chia sẻ. Mọi người có thể chắc là lên Google gõ fanpage vệ tinh ấy, cứ bích thì chắc là nó sẽ ra. Đấy, và chúng ta cũng muốn là bám đuổi này bao nhiêu ngày này, bám đuổi bao nhiêu ngày này, bám đuổi bao nhiêu ngày này, bám đuổi bao nhiêu ngày này. Đấy, là như vậy. Chưa? Ok. Rồi, cái mà chúng ta hay dùng nữa là cái trang này. Đấy thì chúng ta sẽ có này, nó có hết luôn nhá. Bất cứ ai truy cập trang này, những người đã tương tác với trang này, những người đã nhấp vào nút kêu gọi hành động này, gửi tin nhắn cho trang này, những người đã lưu trang hoặc bài viết bất kỳ này. Đấy, đây là tương tác với bài viết quảng cáo bất kỳ. Đó. Ở đây thì mọi người có thắc mắc là bây giờ mình làm sao để mình loại trừ được những cái thằng mà đã mua với cái đám đã tương tác này không? Có thắc mắc không? Bây giờ mình chạy lại cho những cái thằng đã tương tác này thì mình gặp những cái thằng đã mua thì sao? Thì có phí tiền. Đúng không? Thì đơn giản thôi, chúng ta những cái thằng đã mua đúng không? Chúng ta sẽ có số điện thoại, email của nó, bây giờ phần mềm nó check được hết. Lên nhắn tin như fanpage là chúng ta check được hết. Và chúng ta sẽ tạo thành một cái tệp là khách hàng đã mua hàng. Và chúng ta sẽ lấy cái tệp này chạy. Và trong trình quản lý quảng cáo nó có chế độ loại trừ. Đấy, loại trừ những thằng khách hàng ra.
tức là còn lại những cái thằng nó chưa mua. Đấy, cái này thì tí trong cái chuỗi mình sẽ nói với mọi người rõ hơn. Đó, thì chúng ta muốn những người đã nhắn tin này, nhắn tin là nó ok chưa? Nhắn tin ok chưa? Ví dụ nhắn tin là ví dụ khách hàng tiềm năng đi, đúng không? Nhưng mà cái bọn tiềm năng này á thì nó sẽ bị lẫn lộn với thằng khách hàng, thì chúng ta cứ lưu ra cái bọn tiềm năng đi. Thì chúng ta lấy cái tiềm năng từ cho bọn khách hàng đã mua thì ra những cái thằng mà lòi ra những cái thằng chưa mua thôi. Đó, chúng ta tạo đối tượng. Ở đây là số ngày chúng ta muốn bám. Tức là bám nó khi mà nó thấy cái nó đã tương tác, nó nhắn tin với mình ấy. Đấy, ví dụ như mình muốn bám nó bao nhiêu? 30 ngày. Tức là nó đã nhắn tin với mình 30 ngày rồi đấy. Thì mình sẽ bám trong vòng 30 ngày. Bạn mình nói mời like không phải đối tượng mua hàng thì sao? Mới like á? Mới like, chưa rõ câu hỏi của kiện. Mình sẽ có cách loại trừ, nhưng mà thật sự nó cũng không hết được, nhưng mà mình loại bớt đi. Đây để mọi người đấy. Chưa? Đây là những người tương tác với trang này. Đấy. Mới like fanpage á. Thực chất thì nó có thể mới like thì nó chưa mua hàng, thì mình chạy những cái dạng quảng cáo khác. Tức là ở đây mọi người sẽ có cái phần đó là cái trạng thái khách hàng á. Mọi người có bao giờ nghe về cái trạng thái? À, mời bạn bè like pay thì sao? Chưa hiểu. Thì nó liên quan gì đến cái thằng này? Mời like thì nó sẽ có một những, nó những liên quan đến cái phần khác nữa. Không hiểu ý. Thôi được rồi, thì chúng ta sẽ bàn sau. Tương tác với trang. Rồi, ok. Nhưng mà cũng chưa hiểu là ý bạn kiện hay là anh kiện như thế nào. Đây, ví dụ như tương tác với trang chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta có những người tương tác này. Còn chúng ta cũng có đối tượng là những người bạn bè, những người like trang. Cái đó thì ở trong tương tác thì có. Ở trong cái chỗ nhóm, trong cái chỗ nhóm quảng cáo có luôn. Ok. À, tạo phèo giá rẻ thì tí mình sẽ nói. Phèo giá rẻ nó nhiều cái vấn đề lắm. Phèo giá rẻ, tất nhiên là mọi người muốn giá rẻ, nhưng mà nó sẽ phân tích rất là nhiều điều để chúng ta có cái phèo giá rẻ. Ok. Rồi, chúng ta sẽ quay trở về với cái slide chúng ta, đúng không? Cho nó nhẹ bớt đi. Đấy. Ok. Thì ở đây sẽ mọi người sẽ thấy cái trường hợp này, thì mọi người có thể là tự xử lý nhá. Tức là khi mà mọi người cái tệp tùy chỉnh này nó nhỏ, đúng không? Nó nhỏ thì như thế nào? Thì chúng ta chạy quảng cáo chưa chạy là hết, thì Facebook nó có một công cụ đó là đối tượng tương tự. Đối tượng tương tự là như thế nào? Tương tự tức là nó sẽ nhân bản cái tệp khách hàng của mọi người á thành một cái tệp lớn hơn để chúng ta có thể chạy quảng cáo. À, với cái tệp tương tự này thì mọi người có thể tiến hành target ngược. Mọi người có bao giờ nghe về target ngược chưa? Gọi là target ngược á. Thông thường chúng ta target xuôi á là chúng ta sẽ suy nghĩ về làm sao để đúng khách hàng, đúng sở thích, rồi là đúng hành vi này chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cách gọi là target ngược. Target ngược ở đây thứ nhất á là chúng ta có thể lấy tệp khách hàng cũ của chúng ta nhân bản ra, chúng ta chạy quảng cáo đúng, nó gần đúng. Mình chạy thế về thời trang là mấy cái đó nó hay mua. Cái thứ hai á, ví dụ mình sản phẩm khó bán nhá, mình có thể tạo một cái website. Là như thế nào? Mình tạo một website, mình sẽ chạy quảng cáo Google, mình sẽ làm SEO. Và tên cái website ấy thì mình sẽ cài cái mã pixel của Facebook để ghi nhận là thằng nào vào. Giờ thì những mọi người thấy là những cái người mà vào từ quảng cáo Google á và SEO á thì có đúng là khách hàng quan tâm sản phẩm không? Có.
cái của Nam để tí trả lời nhé, bởi vì tí nữa thì khi mà khách hàng vào cái website của mình á, đó thì nó là đúng chính xác rồi, nó có nhu cầu đúng không, thì thời gian đầu chúng ta sẽ làm như vậy, thì chúng ta sẽ, bởi vì hầu hết bây giờ á, đó là họ khi mà họ vào cái website á thì họ đều đang đăng nhập Facebook. Hầu như điện thoại ông nào bây giờ bật mạng là đang đăng nhập Facebook. Hầu như thì chúng ta sẽ ghi nhận được là à thằng đấy nó có nhu cầu. Và cách đầu tiên là chúng ta làm gì? Quảng cáo lại ngay cho bọn nó. Đúng không? Nhưng mà cái quảng cáo ngay lại cho bọn nó thì lại được ít, bởi vì vào thì được có nhiều, ví dụ chúng ta lôi tầm khoảng được 1.000 hay 3.000, 5.000 thì cũng chả thấm vào đâu cả. Thì Facebook nó có một công cụ, đó là đối tượng tương tự. Tương tự tức là nó sẽ nhân bản cái thằng 5.000 kia kìa ra thành một cái tệp lớn hơn mà có đặc tính tương tự cái thằng cũ. Nó gọi là target ngược. Và tất nhiên là nếu như mà mọi người muốn cái tệp đó nó chính xác á, thì phải như thế nào? Thì cái tệp nó phải là lớn, càng lớn thì càng chính xác, và cái tệp gốc đó nó càng chất thì càng chính xác. Đấy, ok, mọi người hiểu cái target ngược chưa? Đó gọi người ta à, mà cũng không phải đó gọi, mà mình gọi đó là target ngược. Đó, target ngược chúng ta target chuẩn khách hàng luôn, tức là chúng ta chạy quảng cáo Google trước, làm SEO trước để khách hàng nó vào phễu đi, đó, vào hệ thống, vào web đi. Đấy, từ đó, bởi vì bây giờ á, nếu chúng ta chạy quảng cáo bán hàng á, thì rất là khó. Nhưng mà nếu chúng ta làm chạy về chia sẻ này nọ để lọc khách hàng á, thì chi phí nó rẻ hơn, rẻ hơn, và chúng ta sẽ vòng lại. Đấy, còn cái đối tượng đã lưu thì mình xin phép bỏ qua nhé, nó chả có gì để mà nói cả. Rồi, thì chúng ta sẽ đi theo một cái mô hình nữa, là cái này có xem 5.000, ví dụ bây giờ mọi người nhìn nhé, 5.000 người thì chạy được một chút thì nó hết chứ mấy. Chúng ta ví dụ bây giờ CPM đắt lắm thì trung bình, ví dụ chúng ta nói đắt là 100.000, một CPM 100.000 tức là 100.000 1.000 người hiển thị, thì chúng ta chạy 500.000 nó hết cha nó rồi, đúng không? Mà bây giờ nó như thế này nữa, 5.000 người đó là phỏng đoán thôi, tức là giống như là chỉ số trong lớp á, là 50 người, chắc gì 50 đứa nó đi học. Rồi khi mình chạy quảng cáo thì mất 5 đứa nó xin ra ngoài đi vệ sinh nữa, thì rốt cuộc là lại ít hơn nữa. Rốt cuộc mình lại target là những cái thằng mà gọi là nam rồi nữ rồi target tùm lum gì bèn ở đó nữa, thì làm sao mà đủ tệp để mà chạy được. Tệp không chạy được. Nên là mình thấy chạy thả ghim thì ít nhất phải tầm khoảng 10-15 cây số trở lên. Còn ông nào thả ghim 4-5 cây thì mình cũng thử thả nhưng không ăn thua. Nó nhỏ quá. Nhỏ quá nên là nó không ổn. Ok. Thì cái phần mình vừa nói vừa rồi á, đó là remarketing cho bán hàng. Chưa? À, và tạo phễu á, à, anh Ga là anh bán sản phẩm gì nhỉ? Tại anh ghi tên Ga thôi. Giày dép á, giày dép thì anh tạo phèo làm gì? Anh cứ phang hình ảnh nội dung thật là chất cho em, giày dép mà đắt tiền thì... Bởi vì là cái giày dép là sản phẩm nó mua theo thiên về cảm xúc, tức là thích thì thích mà không thích là không thích. Trừ khi là nó đắt tiền thì mình phải vớt vát chút thôi chứ... Tức là vớt vát ở phần remarketing bán hàng á. Chứ còn nếu mà giày dép, nếu mà em làm thì em sẽ không ưu tiên tạo phèo, mà ưu tiên làm kiểu khác. Tức bởi vì tạo phễu thì thật sự tạo phễu thì là tốn kém, nhưng mà là sản phẩm lâu dài, à, ví dụ có tính quay vòng chẳng hạn, thì mình tạo, ví dụ bây giờ mình tạo ra những người thích mua xe hơi chẳng hạn, nhưng mà nó không mua xe của mình, nhưng mình có thể bán sản phẩm khác, hoặc là mình có thể là đẩy qua cho thằng khác chẳng hạn. Cái này là quan điểm cá nhân nhé, tức là quan điểm cá nhân là nếu mà giày dép thì chắc giày đắt thì anh mới làm đúng không? Còn nếu mà rẻ thì bởi vì nếu mà vậy, nếu mà cái tiền tạo phễu cho giày dép thì em sẽ tập trung vào cái chuyện là chụp ảnh video thật là ngon. Đấy, và phối cho đàng hoàng vào. Em có một ông anh bán giày làm tốt lắm. À, giày ông ấy thì thực chất thì cũng giày Trung Quốc thôi, nhưng mà
ngon nhưng mà ngon hơn được nữa. Ở đây anh cứ đừng có nghĩ là ngon, bởi vì em gặp rất là nhiều người họ cứ bảo là cái video của tôi là ngon lắm rồi mà tôi bán không được, thì em bảo không, chắc chắn là cái nội dung khi nào cũng tối ưu hơn được nữa. Ở đây thì mọi người có thể kể một cái câu chuyện lên trên này. Trước kia mà cái biển quảng cáo á thì thằng nào viết phấn lên là ngon lắm rồi, sau này á là lên viết sơn sơn là ngon lắm rồi, sơn sau là vẽ tranh là ngon lắm rồi, vẽ tranh sau thì lên gì, lên in bạt là ngon lắm rồi, in bạt bây giờ lên như gì, lên in bạt ở bên trong có đèn là ngon lắm rồi, sau đó lại lên biển meca chiếu đèn là ngon rồi, lại lên đèn led là ngon rồi, bây giờ led thì phải led ma trận, ma trận xong lại lại phải led ma trận lớn hơn, luôn có cách tốt hơn cả, luôn luôn có cách tốt hơn thì chúng ta phải xử lý được. Còn chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta tối ưu hết rồi, không có chuyện đó. Ok, chúng ta sẽ đi đến cái phần là remarketing ở trong tạo phễu. Đây là remarketing trong tạo phễu, tức ở đây là chúng ta mục đích tạo phễu đấy. Ở đây chúng ta sẽ ví dụ nhé, ví dụ ở đây là chúng ta sẽ bán một cái xe ô tô đi, xe ô tô cái này ai bán xe ô tô nhỉ, bao nhiêu tiền nhỉ, bao nhiêu tiền mọi người, một tỷ rồi, ok. Bán xe ô tô 1 tỷ đồng. Vậy thì bây giờ bao nhiêu người, từ độ tuổi bao nhiêu? Đúng rồi, thôi được rồi, chúng ta đang đang nói là về cái phân khúc khách hàng như vậy mà ông ấy bán xe 1 tỷ mà. Độ tuổi bao nhiêu? 28 đến 45. 28 đến 45. Có một cái sai lầm trong cái làm quảng cáo là các ông các bà quá tham độ tuổi. Ở đây thì khi mà mọi người đưa ra cái độ tuổi từ 28 đến 45 á, thì thực sự là mọi người cực kỳ là tham độ tuổi. Đấy. Thì bởi vì sao? Khi mà hỏi lại á thì mọi người sẽ bảo là gì? Tuổi 28 cùng mua xe 1 tỷ đúng không? Nhưng mà liệu thì 1.000 thằng 28 tuổi thì bao nhiêu thằng mua xe 1 tỷ? Bao nhiêu thằng? So với 1.000, bởi vì là xe 1 tỷ chẳng hạn thì mình cũng phải phân đối tượng. Phân đối tượng ra là đúng rồi, ví dụ 20% chẳng hạn, thì ở đây chúng ta chỉ tập trung vào cái độ tuổi có 80% người mua hàng nhá. Chứ còn bây giờ nếu mà mình đừng đừng có suy nghĩ như vậy, mọi người càng tham á, bởi vì là sao? Cái quảng cáo Facebook nó có một cái vấn đề thế này này. Khi mà mọi người chạy cái độ tuổi nó thấp á thì cái thằng nào mà tương tác nhiều á thì Facebook sẽ đổ tiền hết vào cái độ tuổi đó. Không tin mọi người cứ về rời xem. Bây giờ mọi người chạy quảng cáo ô tô từ 28 đến 45 đi. Mình cam đoan là các bạn về các bạn mở ra kiểm tra lại độ tuổi, check lại cái độ tuổi á, thì các bạn sẽ thấy là tiền nó sẽ dồn hết từ 28 đến 35. Không tin cứ cứ về mở trình quản lý quảng cáo kiểm tra. Bởi vì là Facebook cứ nghĩ, bởi vì trẻ mà, trẻ nó hay tương tác mà nó bị chuyện như vậy. Thì ví dụ bây giờ bây giờ mình đoán đi, ví dụ bây giờ mình nếu mà mình làm chẳng hạn thì mình có thể làm tầm ít nhất phải từ 35 37 trở lên. Tức là họ có thể đi xe đổi xe lần hai, ví dụ vậy theo quan điểm cá nhân nhé, bởi vì là làm một sản phẩm thì chúng ta phải hiểu hiểu cái sản phẩm đó, mà thật sự mình cũng không hiểu. Ở đây mình đang cùng gọi là suy đoán cùng mọi người đi. Đúng không? Đối hình bắt chước đấy. Thì mình sẽ chạy độ tuổi nhỏ lại, ví dụ tầm từ 35 37 trở lên chẳng hạn, hoặc là cao hơn nữa thì chúng ta phải test. Nhưng mà bây giờ chúng ta như thế này. Ví dụ như bây giờ chúng ta chọn độ tuổi nhỏ rồi. Ví dụ bây giờ chúng ta chọn từ 37 đến 45 đi. Thì giữa hàng ngàn người đấy thì có rất là nhiều người đấy thì có, ví dụ 1.000 người thì có bao nhiêu người có ý định mua xe tầm tuổi đấy theo mọi người?
hai người đúng không? Ít vậy là ok. Vậy bây giờ mình ví dụ là hai người đi, hai người đúng không? Mấy ông bán xe đâu rồi? 1.000 người đấy thì bao nhiêu người trong đám ấy có ý định mua xe? Ở đây là chúng ta làm bài toán phân tích. 1.000 người chúng ta ví dụ ấy nhé, chúng ta ước lượng đi, qua quá trình chúng ta làm đi. Bây giờ mình tính sơ sơ cho mọi người thế này là 5% là cao nhất. Ví dụ theo Long này là 5%. Bởi vì là 5% đó thì nó lại có bao nhiêu đứa sẽ mua xe 1 tỷ. Đúng không? Xong tiếp tục là những cái đứa mua xe 1 tỷ đấy á, thì cái đứa nào nó lại chọn hàng xe của mình. Xong rồi những cái đứa mà đã chọn hàng xe của mình rồi á, thì tại sao nó phải chọn đại lý của mình? Tại sao nó phải chọn mình? Thì mọi người thấy là cái bài toán tối ưu quảng cáo á là gì? Mang tiền đến đúng người. Đấy, cái thứ nhất là mang đúng tiền đến đúng người. Cái thứ hai là làm gì? Gia tăng chuyển đổi. Đấy. Thì ở đây thì mọi người sẽ thấy này. Ví dụ với xe chẳng hạn, mình sẽ không chạy ngay, bởi vì nếu mà mọi người chạy một cái bài viết để bán một cái xe 1 tỷ thì rất là khó và bắt buộc phải tạo phèo. Bắt buộc phải tạo phèo thì mới dễ được. Bây giờ làm sao để mình lọc ra được những cái ông mà muốn đi xe, muốn mua xe? Đầu tiên nhá, là data 1 á, là chúng ta phải lọc được những cái ông mà muốn mua xe. Muốn mua xe thôi đã nhá. Có ý định mua xe hoặc là có ý định lên đời xe. Mọi người cho ý kiến, mấy ông bán xe đâu rồi? Nếu mà có ý định mua xe, chúng ta có thể lọc bằng cách gì được? Ví dụ chúng ta làm video chủ đề gì để lọc ra được những người là có ý định mua xe? Ok, ví dụ vậy, chúng ta sẽ lọc đầu tiên cái data 1 á, đó là lọc những người đi thử xe, ví dụ vậy đi. Tiếp data 2 á, thì trong cái đám thử xe ấy á, thì chúng ta phải lọc ra những cái thằng mà quan tâm đến hàng xe. Đây là mình ví dụ thôi nhé. Sau đó trong cái hàng xe là nó thích rồi, nó thích đi thử rồi, sau đó cho nó đi thử rồi, sau đó mình lấy data của nó, mình lấy data 2, mình mới chạy. Ok, em có chương trình này hay lắm, anh mua đi, mua xe em đi. Đấy, kiểu nó vậy. Và thằng nào không mua được lại tiếp tục tiếp thị lại. Đó. Thì bây giờ mình sẽ có một bài toán như thế này cho mọi người dễ hình dung. Đấy, dễ hình dung. Đó là bài toán thả thính. Bài toán thả thính. Mọi người có bao giờ nghe bài toán thả thính chưa? Ở đây thì có ông nào đi câu cá không? Trong tất cả mọi người ở đây có ai đi câu cá không? Em câu à? Thì có con cá nào nó khó câu không? Cá gì khó câu? Ví dụ cá chuối, ok. Thì mọi người ở đây là thực chất thì mình cũng câu dốt lắm, nhưng mà ý mình muốn nói với mọi người á, cá càng to thì càng khó, đúng anh Cường nói chuẩn luôn. Thì bắt buộc là mình phải làm gì? Thả thính. Thả thính để nó ăn cho nó quen thì chúng ta mới bắt được. Đấy. Sau khi thả thính thì chúng ta sẽ gì? Nắm được cái tập quán của nó, đó là thu data, thì chúng ta mới chạy quảng cáo lại được. Rồi, thì thả thính ở đây á, thì muốn thả thính, thả trời, thả đất gì thì mình phải nghiên cứu từ vấn đề của khách hàng. Ví dụ bây giờ mình muốn chạy quảng cáo chẳng hạn cho những người muốn mua nhà tên nhà tỷ 7 đi. Đấy. Thì vấn đề của nó ở đây là gì? Nó có thể gặp vấn đề gì? Thông thường mọi người mới mua nhà thì gặp vấn đề gì? Mọi người phải lưu ý nha, tức là khách hàng thì họ không có nhu cầu mua sản phẩm. Họ chỉ cần giải quyết vấn đề của họ thôi.
Tức là chắc gì nó là ngôi nhà của ông, đúng rồi, ví dụ vậy đấy. Ví dụ như là mình có thể làm một bài, ví dụ bây giờ vấn đề khách hàng là sợ cái chuyện phòng cháy chữa cháy, đúng không? Ví dụ khách hàng là sợ phòng cháy chữa cháy, chưa, mình ví dụ vậy. Và bây giờ mình làm bài thả thính là như thế nào, viết về phòng cháy chữa cháy, không mua không bán nha, thả thính là không mua không bán. Làm sao để viết mà họ đọc thôi, họ đón nhận thôi. Như kiểm tra cháy ở chung cư cao cấp à, hay như thế nào? Cái này mình cũng chưa, ông nào bán bất động sản hay cho ý tưởng xem nào. Bây giờ khách hàng rất là sợ phòng cháy chữa cháy và mình bán ngoài chung cư là 1 tỷ 7. Bây giờ mình phải làm cái gì cho cái đối tượng đấy? Làm nội dung gì để lọc ra được đối tượng đấy? Ok. Ví dụ như mình có thể biết là lý do cần biết trước khi lựa chọn mua chung cư, đúng không? Nhưng mà cái đó là vẫn chung chung, chung chung nó cũng đúng, tức là theo tư duy là rất là tốt, tư duy là đúng. Tức là mình thả thính những người đã muốn có nhu cầu, hoặc là phong thủy trong chung cư hay là bảng giá chung cư gì đấy, hoặc là năm yếu tố phòng cháy chữa cháy mà phải kiểm tra khi trước khi mua chung cư cao cấp chẳng hạn. Đấy, hay là những cái thủ đoạn của chủ đầu tư chung cư cao cấp. Đấy. Rồi ok. Ở đây thì không, tức là lúc lúc đầu là mình sẽ lọc đó, bởi vì bây giờ mình phải lọc những cái đứa mà đang muốn mua chung cư đó, đang muốn mua chung cư đó. Đấy, Phương Anh đấy. Ok, thì sau khi mà lọc xong á thì chúng ta sẽ thu được tệp là những người có ý định mua chung cư, bởi vì nếu nó không có ý định mua chung cư, nó ở nhà mặt đất thì nó xem phòng cháy chữa cháy chung cư làm gì? Xem cho họ hàng à? Thì nó cũng chả rảnh đến mức đấy. Sau đó chúng ta sẽ gì? Thu data. Thằng nào truy cập web đấy, thằng nào làm video đấy, đấy thì lại chạy quảng cáo lại đúng đối tượng, chị đang mua chung cư đúng không? Đó, thì đây là một cái phễu ngắn, tức là cái phễu này thì chúng ta có thể làm theo hình xoắn ốc, tức là tùy đối tượng nhá. Đấy, ví dụ như cơ chế vận hành của nhà chung cư anh Cường chẳng hạn, cái phễu này là không phải một vòng tròn thế này đâu, vẽ này nó không khớp lắm, nhưng đó là theo hình xoắn ốc. Và khách hàng càng khó thì chúng ta càng xoắn ốc càng nhiều. Xoắn ở đây là chúng ta phải cho đi giá trị. Còn như dày nửa 600k thì cũng không phải là đắt. Nếu mà dày nửa 600k thì cũng không không thả thính làm gì cho nó mất công rồi. Ví dụ như là xu hướng thời trang gì đấy, tức là tất cả thì đều đi từ vấn đề của khách hàng để mọi người tiến hành thả thính. Nhớ nhé, mọi người nhớ nhé. Tất cả thì đi đều từ vấn đề khách hàng. Ví dụ bây giờ như thế này, bây giờ mình bán thuốc chữa rụng tóc đi, đúng không? Mình bán thuốc chữa rụng tóc. Bây giờ mình chạy thuốc chữa rụng tóc thì chắc gì họ đã mua, đúng không? Họ sợ mình mà. Tí nữa mình sẽ cho mọi người một cái xem một cái slide khác, bởi vì slide này thì nó chưa đủ lắm để mọi người hiểu về cái phễu phễu marketing, phễu bán hàng hơn. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình bán về rụng tóc, đúng không? Thì bây giờ mình tìm, mọi người có thể target được những ai bị rụng tóc không? Mọi người target được những ai bị rụng tóc không? Khó, thật sự mà nói là target là khó. Đấy. Nhưng mà bây giờ mình có thể thả thính, ok. Nó rụng tóc thì nó cần gì? Nó cần thực phẩm để bồi bổ không rụng tóc, thực phẩm để hạn chế rụng tóc, mẹo chữa rụng tóc từ thiên nhiên đấy. Và mình làm video bài thuốc chữa rụng tóc thiên nhiên, mình lấy được tệp, bởi vì không rụng tóc thì xem làm gì. Và mình xem là những cái thằng nào mà xem video 75% thôi. Và khó hơn nữa thì chúng ta xoắn ốc, chúng ta cho tiếp tục, cho tiếp tục, cho tiếp tục. Và sau khi chúng ta xác định là à, thằng này nó đang bị rụng tóc rồi đấy, và chúng ta sẽ phang quảng cáo vào đó nhá. Đó là một cái mô hình phễu, và cái này là xoắn ốc nhá. Cái này là tùy mọi người đấy. Những món ăn rụng tóc, hay là năm nguyên nhân dẫn đến rụng tóc, hay là những cái lý do rụng tóc, hay là khắc phục rụng tóc cái gì đấy. Mục đích là mình làm gì? Mục đích là mình thu data. Nói thẳng ra là như vậy. Thu data để làm gì? Chạy quảng cáo lại.
chạy đúng đối tượng thì chúng ta để tiền, đúng rồi. Lúc đầu thì mình target, lúc đầu mình thả thính là phải thả thính rộng, mình biết con cá ở đâu đâu mà không thả thính rộng đấy. Thì ở đây mình sẽ cho mọi người xem một cái slide nữa để mọi người hiểu hơn, bởi vì cái này thì mọi người sẽ hơi khó hiểu, bởi vì chúng ta sẽ không nói về cái phễu khách hàng. Cái này là hôm nay thì không định nói về phễu khách hàng đâu, nhưng mà nói về remarketing mà không nói về phễu thì mọi người rất là khó hiểu. Bởi vì là mọi người làm quảng cáo ấy, thì mọi người thông thường mọi người theo kiểu như là mọi người chờ tí nha, mình sẽ bật màn hình lên nha. Đúng rồi, kiểu ăn ngay. À, lên lịch mà giờ không được nhỉ? Lên lịch vẫn được chứ, có sao đâu. Rồi, mọi người thấy màn hình chưa? À, nó không hiện ra để chọn bài á. À, thì mình sẽ lấy cái UID của cái bài á, mình nhập vào thôi, đôi khi nó bị như vậy á. Mình lấy cái ID của cái bài viết á, mình nhập vào cái chỗ ID ở dưới á. Mọi người nhìn thấy màn hình chưa? Không biết cái này to quá, không biết co vào đâu. Rồi. Rồi ok. Thì ở đây trước khi mà mọi người làm phễu hay làm bất cứ một cái gì á, thì mọi người phải phân loại được khách hàng thì chúng ta mới làm phễu được. Thì ở đây thì mình chia ra làm ba cái loại mà để mình chia. Đây là cách chia của mình thôi. Cách chia thứ nhất là cách chia nhóm khách hàng phân chia theo nhu cầu. Ở đây mình ví dụ cho mọi người tiếp tục về một cái sản phẩm. Mọi người biết cái khóa chống trộm xe máy không? Mọi người biết khóa chống trộm xe máy không? Ai mua? Ai mua cái khóa đây? Ai mua khóa chống trộm xe máy? Ok. Nếu mà mọi người chỉ suy nghĩ được những người đi xe máy á, thì mọi người rất là khó làm quảng cáo. Ở đây thì mình tạm phân tích cho mọi người thế này nhá. Nhóm khách hàng theo nhu cầu và sử dụng khóa xe máy. Thì cái đối tượng đầu tiên á, tất nhiên là bọn nó phải có xe máy rồi. Đối tượng đầu tiên là bọn nó sợ mất xe. Rồi ok, đó, sợ mất xe. Là vấn đề của nó là sợ mất xe. Đối tượng thứ hai là gì? Vợ cần theo dõi chồng. Vợ cần theo dõi không? Không phải sản phẩm mà vợ cần theo dõi chồng. À, vợ cần theo dõi chồng. Chưa? Đối tượng thứ ba là gì? Bố mẹ cần theo dõi con cái. Mình sơ sơ phân tích ra là ba đối tượng. Ví dụ vợ theo dõi chồng á, thì nó cần cái đặc tính gì của sản phẩm? Theo mọi người, vợ theo dõi chồng. Nó phải là bí mật, pin lâu, định vị chính xác như chẳng hạn. Thì ở đây thì đợt trước có một anh học viên bên mình đã làm cái sản phẩm này, và ông ấy viết là nó là chống trộm. Thì thông thường chống trộm thì nó đi với định vị. Ở đây mình đang nói về cái thiết bị định vị á. Sorry mọi người là chưa đủ thông tin. Tức ở đây là ông ấy làm một bài viết là 5 lý do, 5 cái dấu hiệu mà chồng bạn đang ngoại tình. Dấu hiệu 1 là dấu hiệu 2 là dấu hiệu 3 là dấu hiệu 4. Thì đây là những cái cách mà để bạn theo dõi. Thứ nhất là bạn phải đi theo chồng. Thứ hai là thuê xe ôm. Thứ ba là bạn hãy lắp thiết bị định vị của chúng tôi. Tức là lúc đầu họ không có nhu cầu định vị. Chẳng qua là mình kích hoạt nhu cầu thôi. Mọi người nhớ nhé, quảng cáo Facebook là quảng cáo kích hoạt nhu cầu. Quảng cáo Facebook là quảng cáo hiển thị. Tức là mày không tìm nhưng mà tao hiển thị. Nên chúng ta phải có cách. Đó, đó là gọi là theo vấn đề. Tức là mỗi vấn đề thì nó cần một cái đặc tính của sản phẩm. Đấy. Tiếp tục là theo cái nhóm, theo hành trình mua hàng. Tức là nó đang ở giai đoạn nào, nhận thức hay là nghiên cứu cân nhắc, hay là phân tích so sánh, hay là nó đã mua hàng, hay là đã trung thành. Thì cái nội dung và cái phễu ở đây nó sẽ khác nhau hoàn toàn.
Chưa? Đây mình nói sơ qua cái này nhá. Tiếp theo đó là nhóm khách hàng theo mối quan hệ. Ừ, tao cũng biết sản phẩm mày hay rồi đấy. Chắc gì tao đã mua của mày. Đó gọi là mối quan hệ khách hàng. Nên là bây giờ mọi người cứ ứng dụng mấy cái quét UID này nọ chẳng hạn, để mọi người quét khách hàng người khác, mọi người chạy nhưng người ta vẫn không mua. Bởi vì là mọi người không có cái mối quan hệ khách hàng lạnh, ấm và nóng. Cái này thì rất là nhiều sách về viết về cái lạnh, ấm và nóng này. Mọi người có cần giải thích lại về mối quan hệ lạnh, ấm và nóng nữa không? Bởi vì mình thấy rất là nhiều sách viết về cái này rồi. Ok. Thì mình sẽ giải thích cho những ai chưa biết nhé. Những ai biết rồi thì mọi người có thể là nghe tiếp. Lạnh là như thế nào? Ấm là thế nào? Nóng thế nào? Ví dụ nóng á, là những người có niềm tin với mình rồi. Đấy. Ví dụ như là khi mà đơn giản bây giờ mình sẽ nói với các bạn đi, thì những các bạn là đang là khách hàng ấm của mình. Được chưa? Tức là trước khi mà các bạn tham gia cái chương trình này này thì các bạn gọi là khách hàng lạnh. Và khách hàng lạnh thì sao? Thì mình nói các gì thì các bạn chưa chắc đã tin. Và các bạn cũng bảo biết ông là ai hay là biết ông nói cái gì. Mình mời các bạn miễn phí chắc gì các ông đã đi. Nó như vậy. Và hôm nay thì các bạn là khách hàng ấm chẳng hạn. Và hôm sau nữa mình ra Hà Nội mình mời mọi người đi cà phê chẳng hạn, thì mọi người có sẵn lòng mọi người đi cà phê với mình không? Có ông nào ngoài Hà Nội không? Ok, đó, đó gọi là khách hàng lạnh, ấm và nóng. Thì cái lạnh, ấm và nóng này thì chúng ta có thể nuôi dưỡng bằng cái mô hình kiềng ba chân, tức là kiềng ba chân, tức là sao? Kiềng ba chân của bên mình đó là web làm trung tâm. Chúng ta sẽ đồng thời sử dụng fanpage, đồng thời sử dụng nhóm, đồng thời sử dụng nick cá nhân. Ở đây mình ví dụ nhé, hiện tại thì mình thấy phần mềm á, ai comment trên fanpage á, nó tự động kết bạn, tự động like, tự động inbox. Rồi sao? Khách hàng thân thiết, ví dụ như nó đi thử xe về rồi, đúng không? Mình lôi nó vào cái nhóm khách hàng thân thiết, cho thêm giá trị. Đấy, nó như vậy. Thì chúng ta gọi là khách hàng lạnh, ấm mà nóng, tức là trạng thái. Chứ còn khách hàng mà nó lạnh tênh thì chúng ta nói gì họ cũng không nghe, hay đến mấy họ cũng không nghe, bởi vì họ không có nhu cầu, họ không tiếp nhận. Đúng chưa? Đó gọi là khách hàng lạnh, ấm và nóng. Mà khách hàng nhiều nhất là khách hàng nào mọi người? Khách hàng nhiều nhất là khách hàng nào? Đúng rồi, khách hàng nhiều nhất là khách hàng lạnh. Và lạnh họ không biết gì đến ta cả, và bắt buộc mọi người phải làm gì? Làm quen. Đấy. Và cái con đường mà mọi người làm quảng cáo mà bằng cách cho đi giá trị thì luôn luôn là bền, cho dù thế nào thì luôn luôn là bền. Ví dụ như là cái buổi về remarketing này chẳng hạn, thì mình cũng phải soạn, mình cũng rất là mất thời gian, nhưng mà mình thường thường mình làm một mình á, thì mình cũng không vẽ đàng hoàng cho mọi người thế này đâu. Nhưng mà mình làm cho mọi người đông người á thì mình chịu khó mình vẽ. Đấy, chúng ta sẽ có một cái phễu như thế này nữa. Đây mọi người có thấy không? Tức là tùy từng giai đoạn thì nó như thế này. Chưa? Mỗi giai đoạn khác nhau thì chúng ta sẽ cần nội dung khác nhau. Nội dung khác nhau. Đấy. Đầu tiên là cho đi, tiếp theo là hướng dẫn. Ở đây mọi người hiểu thế này nhá. Ví dụ khi khách hàng mà cái này thì mình chưa kịp chuẩn bị slide nhưng mọi người hiểu thế này. Khi khách hàng mà họ chưa có nhu cầu á thì chúng ta phải cho đi cái gì? Cái lợi ích và cái giá trị. Đó, tức bởi vì họ ví dụ họ chưa có nhu cầu, họ chả biết là mua xe nhà đẹp làm gì, xe đẹp làm gì, mua cái giày 600 ngàn được gì, thì chúng ta phải cho đi giá trị. Đó, mày mua giày đẹp thì đi đỡ đau chân, mày mua giày đẹp thì sang chảnh chẳng hạn. Nhưng mà nếu như mà nó đang ở giai đoạn phân vân á, phân vân là mua của thằng nào á, thì mình có phải giải thích về nhà cửa, mình giải thích về đặc tính sản phẩm không? Ở đây thì mình phải cho bọn nó về cái gì? Theo mọi người thì cho bọn nó về cái gì? Lúc đầu là chúng ta sẽ cho về lợi ích, giá trị. Bây giờ nó cũng thích rồi đấy, nhưng mà
nó chưa chắc, nó chưa chưa xuôi, nó chưa mua mình, thì chúng ta sẽ cho đi gì? Cho dùng thử, đúng không? Ok, thì thật sự thì cũng ra nhiều cái sản phẩm chúng ta không cho dùng thử được, nhưng mà chúng ta sẽ cho đi không phải cho, đây là chúng ta cho nó biết lợi thế của chúng ta. Tức là chúng ta khi đấy chúng ta không nói, ví dụ bây giờ cùng bán MacBook chẳng hạn, có gì về nói về sản phẩm, lợi thế, chính sách bảo hành như thế nào, rồi là địa điểm mua thế nào, tao sẽ chăm sóc, đúng không? Tặng kèm tất. Đấy. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ còn một cái remarketing nữa. Cao hơn, cao hơn. Đây. Đó là cái thằng này. Remarketing bằng chatbot. Đúng không? Remarketing bằng chatbot. Tức là mọi người thấy ở cái mô hình này này, chúng ta vẫn tốn tiền. Tốn tiền. Đó, vẫn phải chạy quảng cáo, vẫn tốn tiền. Mỗi cái đại giai đoạn data này này, chúng ta vẫn phải bỏ tiền, vẫn bỏ tiền, bỏ tiền. Và mọi người để ý nhá. Facebook bây giờ nó đang ngày càng nó bóp cái lượt hiển thị kinh dị luôn. Ở đây ai bị bóp lượt hiển thị vừa qua? Bóp dã man. Đúng không? Nó cực kỳ là dã man luôn. Nên là bên mình thì đã bắt đầu dịch chuyển sang cái thằng chatbot. Đấy. Chatbot. Chatbot để làm gì? Chatbot ở đây là mình chỉ bỏ tiền một lần thôi để mình kéo traffic thôi. Kéo vào hệ thống thôi. Còn tất cả, ví dụ như mọi người ở đây chẳng hạn, có ai nhận được thông báo là nhắc lịch học không? Nhắc lịch học cách đây 15 phút không? Ok, thì thực chất thì đôi khi chúng ta là con người mà, và chúng ta quên nhắc mới nhớ, thật thật sự bản thân mình cũng vậy thôi, nhiều khi mình không nhớ là hôm nay là thứ mấy nữa luôn á, không nhớ được đâu. Mình rất thấy chương trình rất là hấp dẫn, mình đăng ký đấy, nhưng mà mình rất là nhiều việc, và bây giờ cái xã hội bây giờ là xã hội của nhiều loạn thông tin chứ không phải là xã hội của thiếu thông tin như ngày xưa nữa. Thì chatbot này nó sẽ bám, ví dụ làm thời trang vẫn bám chatbot được, và chị ga hay là anh ga gì đó vẫn làm rất là rẻ. Tức là ví dụ như nó mua một đôi giày rồi chẳng hạn nhá, thì để lần sau để mình chạy cái này là rẻ hay đắt là mình phải do cái mồi của mình nó vào hệ thống nữa, cái này do tư duy làm mồi nữa, tư duy làm mồi mọi người nữa thôi. Thì chúng ta sẽ chăm chăm mà phân loại khách hàng bằng chatbot đó. Và đợt này thì mọi người nên sử dụng, nếu mà mình nói riêng về kênh Facebook nhé, thì thứ nhất là mọi người sử dụng chatbot, thứ hai nữa là chúng ta ưu tiên về cái nick cá nhân và nhóm nhé, thì cái reach nó đỡ giảm hơn. Chứ còn bây giờ cái reach nó bóp kinh lắm, reach fanpage chúng ta trả tiền nó bóp dị dã man lắm. Thì chúng ta có thể xây dựng nhóm khách hàng cũ này, khách hàng trung thành này, để bán chéo bán úp này, rồi chúng ta có thể xây dựng nhóm cộng đồng này. Ví dụ như bên mình thì đi theo cái hướng là xây dựng cộng đồng trước, bán sau. Mình làm cộng đồng để bán. Đó. Chứ còn mình không 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 bán ngay một cái sản phẩm nha. Mọi người nên nên tìm hiểu cái chatbot này. Thì tháng 6 á, thì mình có thể tổ chức một cái chương trình mà về chatbot ở tại Hà Nội. Chatbot ở đây là chatbot cơ bản thôi, mình cũng không, nó chỉ, tức là mình đang tổ chức học viên để mình coi thì mình có thể mở rộng cho mọi người tham gia. Nó chỉ là một buổi chia sẻ về chatbot, chia sẻ mà kiểu như là chia sẻ là mình làm được luôn nhé. Tức là mình sẽ cầm máy theo mình làm á, ví dụ mình lập kịch bản cho con chatbot thế nào hay là thiết lập như thế nào, bởi vì mình không muốn là mọi người về nghe nghe xong về chả làm được, mất cả công mình. Đó, thì mình sẽ bảo, thì chắc thì mình sẽ, mọi người có thể theo dõi nick Facebook cá nhân của mình, hoặc là theo dõi qua hệ thống chatbot hoặc hệ thống email. Nhưng bây giờ mình cũng lười dùng chatbot gửi lắm, bởi vì nó phiền mọi người. Mình có thể dùng email thôi, mọi người theo dõi mail Cương Bích Academy. Ok nhá. Và cái buổi chia sẻ về remarketing hôm nay á thì mình xin kết thúc tại đây. Và rất là cảm ơn mọi người đã chịu khó ngồi nghe mình làm nhảm từ nãy đến giờ. Thì về cái remarketing thì nó còn có cái phễu bán hàng, nhưng mà chắc là một dịp nào đó thì
Mình sẽ nói về phễu bán hàng sau. Phễu bán hàng thì nó khá là phức tạp. Ok. Thì mọi người muốn nhận video à? cũng được, nhưng mà gửi qua email thì nó hơi ấy, thì mình sẽ gửi qua email cho mọi người vào tầm khoảng phải 10, chắc tầm khoảng 10 giờ trưa mai cho nó chắc nha. Ok, thì mình sẽ gửi cái này cho mọi người. Ok, thì chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Phiểu chatbot thì nó sẽ thiên về cái hành trình khách hàng, cái thói quen của khách hàng thì mình mới làm phiểu chatbot tốt được, không không phải là muốn làm phiểu chatbot. Hình như là chị là cái chị Oanh phải không, chị Ga gì đấy, phải chị Oanh không? Ok, thực ra thì phiểu thì chị xây thôi, còn phiểu thì bây giờ muốn làm phiểu chẳng hạn thì nó phải hiểu sản phẩm, hiểu khách hàng thì mình mới làm phiểu được. Chưa, cái khóa Unica chatbot chưa có update được, bởi vì mình cũng có những cái thì nhiều đối tượng nó không cần dùng nên mình cũng chưa update cái khóa đấy. Thì sắp tới cũng có thể khóa về chatbot nếu mà mình có thời gian. Chatbot ở đây đó là mình nói về, tức là mình sẽ không nói về nhiều về kỹ thuật, mình sẽ nói với mọi người về thứ nhất là kịch bản cho chatbot này, đó là kịch bản để tạo phễu này. Thứ hai là quản lý và phân loại khách hàng ở trên chatbot. Còn bây giờ mọi người làm chatbot, mọi người cứ gửi tùm lum thì bèn chán lắm. Ví dụ ở đây thì mình chỉ gửi cho mọi người đăng ký tham gia chatbot rồi và học về cái chương trình đợt trước landing page rồi. Mình nhắn rồi, mình nhắn những người đấy thôi, mình không nhắn cả. Đấy. Ok. Thì cũng giống như là mình bán hàng thôi. Bây giờ khách hàng cần gì thì cho họ. Nha, ok, chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Mình xin kết thúc chương trình tại đây. Video thì mình sẽ gửi cho mọi người qua email vào lúc 10 giờ sáng mai thì mình sẽ gửi, hẹn giờ gửi cho mọi người nhá. Ok, bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.